Mới đây trên mạng lại truyền tay nhau tin tức, ngày mai Dương Mịch sẽ tuyên bố tái hôn với mọi người, nguyên nhân trực tiếp khiến nhiều người ngợ ngàng. Lưu Khải Uy, Dương Mịch là cặp vợ chồng không còn mấy xa lạ đối với ngành giải trí cũng như khán giả nhiều nơi. Hai người họ những năm nay được biết đến đều là những bận rộn, gặp thì ít mà xa nhau thì nhiều. Cũng chính vì vậy mà hai năm trở lại đây, những tin tức liên quan đến họ đã đa phần đều là tin ly hôn. Khi những tin tức này mới bắt đầu xảy ra, Lưu Khải Uy và Dương Mịch cũng thường lên tiếng. Trả lời, hoặc lâu lâu đăng tấm ảnh tình cảm để trực tiếp đánh bay tin đồn. Mới đây nhất, vừa qua có một cư dân mạng tiết lộ cho biết Dương Mịch sẽ tuyên bố tin tức tái hôn với mọi người. Ngoài công khai tin tức tái hôn, thì theo một blogger cho biết, nguyên nhân thực sự dẫn đến chuyện tái hôn của hai người không phải là vì Tấm hình Lưu Khải Uy bị chụp được mà chính là chuyện Dương Mịch từng mang thai con của Lưu Khải Uy đến cả bức hình siêu âm cũng được đưa lên. Trong tờ giấy siêu âm này, quả thực có viết tên của Dương Mịch lên trên đó. Từ sau khi Dương Mịch mang thai và hạ sinh tiểu gạo nếp ra thì không có bất cứ tin tức nào liên quan đến việc mang thai lần thứ hai. Dương Mịch và Lý Dịch Phong hợp tác qua rất nhiều phim kèm theo vô số lần dính tin đồn thị phi. Hai người ngoại trừ mối quan hệ hợp tác thân thiết ra thì những hoạt động tương tác trên Weibo cũng rất nhiều nên khó tránh khỏi việc xuất hiện fan couple. Từ trước khi Lưu Khải Uy bị chụp nhậm tấm hình cùng với Vương Âu thì Dương Mịch nhiều lần xuất hiện tin đồn với Lý Dịch Phong nhưng hai người vẫn không né tránh còn hợp tác chung một bộ phim điện ảnh. Cộng thêm, việc tấm hình, siêu âm lần này được đưa lên đã làm cho không ít người tin đây là sự thật. Nhưng những tấm hình này cũng có thể là ngụy tạo hoặc cũng có thể là cùng tên, không có cách nào chứng minh được là của Dương Mịch dương mịch mặc dù từ khi bước chân đến ngành giải trí đến nay nhân khí vẫn luôn rất cao nhưng về mặt tin đồn thì cũng có nhiều vô số kệ sau khi kết hôn có không ít người chỉ trích cô mại mê công việc đến con cũng không cần hay lâu lâu tin tình cảm giữa cô và lưu khải uy xuất hiện không ít vấn đề năm nay vào ngày sinh nhật của lưu khải uy dương mịch cũng không hề đăng tin chúc mừng như mọi năm mà ngược lại khi Dương Mịch trải qua lần sinh nhật thứ 35 trong cuộc đời mình, thì thay vì như mọi năm, Lưu Khải Uy lên Weibo đăng đàn chúc mừng sinh nhật vợ, cũng chẳng thấy tung tích, bóng dáng anh đâu. Đối với tin đồn hôm nay, Dương Mịch sẽ tuyên bố tái hôn có thể suy nghĩ lại, nhưng nếu nguyên nhân chính là mối quan hệ bất chính giữa Dương Mịch và Lý Diệt Phong, thì đa phần đều cho rằng đây chắc chắn là tin đồn. Còn về việc liên quan đến Lý Diệt Phong và Dương Mịch, thì trước đây cũng có người tung tin đồn, và bị studio của Lý Dịch Phong khởi tố, đồng thời lên tiếng thanh minh tất cả tin tức đều là giả. Lý Dịch Phong cũng sớm thắng kiện. Người tung tin đồn kia cũng phải lên tiếng xin lỗi, đồng thời bồi thường tổn thất danh dự cho Lý Dịch Phong.